Hello tất cả anh em nha và chào Mondo quay trở lại với channel của mình. Mình là Bisugui đây. Và chào Mondo quay trở lại với cái series mà Bisugui chơi đối cho chân lý mùa 6.5 nào. Thì cái chọn này nha anh em ơi, mình xin được phép là mấy con là Ash thách đấu rồi. Tại vì lúc đầu game nó ra cho mình một cái lỗi chính là ấn thách đấu nè. Cộng với việc mà đồ với lại tướng nó ra cho mình cực kỳ đẹp luôn. Với lại là mình cũng muốn làm cái build đồ dị á. Tại vì hồi bữa giờ mình làm meta nè, kiểu như là chuỗi thần tài cũng ở lộn chuỗi ngộ binh chứ anh em ơi. Cứ lộn cái miệng nha. Tiền cũng khá là nhiều rồi, anh em cũng đưa ra ý tưởng thử thách các kiểu build đồ gì các kiểu cho mình nhiều quá, thì mình sẽ bắt đầu mình làm từ từ nha. Mong là anh em ủng hộ mình bằng cách like nè, đăng cái kênh nè, cũng như là bấm cái chuông để nhận thông báo mới nhất về những video mà mình đang trên kênh hàng ngày nha, động lực cực kỳ lớn luôn á. Thì nếu như mà anh em nào muốn mình làm gì á, hãy cứ bình luận ở phía dưới nha, mình sẽ cố gắng mình đọc hết tất cả bình luận của mọi người và làm từng cái một thôi. Cái nào khó mình làm sau, còn cái nào dễ mình làm trước, nhưng mà khó hay dễ gì nó tự ra không thì mới là quan trọng nha. Chiến lợi phẩm với nhỏ nhưng có vỏ à, lấy nhỏ nhưng có vỏ đi đâu ơi. Hiện tại cũng đội hình của mình nó đang ở trong giai đoạn là đang build nha, nên thật sự nó rất là yếu luôn. Đội hình là toàn tiểu học không à, một sao không à. Tướng carry chính thì mới có một sao mà đồ còn chưa đủ nữa, nên chắc chắn rồi tướng hai vàng ở trong cái giai đoạn này nè thì mình cần phải roll là được 3 sao. Nhưng mà nếu mà mình xui á thì thật sự là được 3 sao trễ thì máu nó mất khá là nhiều đó. Lấy nhỏ nhưng có vỏ này, tại vì cái quan trọng nhất á là em có sống được để mà roll hoặc là làm đồ gì vậy không thôi, nên máu vẫn luôn luôn là cái lựa chọn ưu tiên nha. Nếu mà lúc đầu game nó ra cho mình ngõ binh cộng với kết hợp là cái lõi vàng mà sao ta như ta mình khổng lồ hóa đúng không anh em ơi, nhiều khi mình quên tên lõi luôn á. Mình vẫn đang săn cái kết hợp combo đi chung, đó chính là khổng lồ hóa với lại là nhỏ nhưng có vỏ nha. Bữa giờ mình săn không ra nổi luôn á anh em à. Hai cái lõi đó phải là đi chung ở trong một trận nè, và có ngộ binh từ rau 2.1 nè, mình đang săn mới gọi là hồi bữa giờ luôn á. Nếu như mà chỉ cần có thôi á là mình làm chuỗi thu 15, 16 hoặc là 17 cho anh em xem luôn. Tại vì máu mà được cộng từ hai cái lõi đó mình đếm gọi là tính xương xương mà từ đầu trận đến tầm giữa trận thôi á là cũng được tầm 50 mấy máu, 60 máu rồi, mà tầm máu đó là anh em thu được tầm thêm 4 hoặc là 5 trận nữa. Máu 100 bình thường đó nha là mình đã làm chuỗi thu 12 rất là bình thường rồi, mà thêm 5 hoặc là 6 trận thua nữa thì anh em hiểu rồi đó, chủ thua 17, 18 thì nó cứ cộng dồn vào thôi. Nhưng mà lúc cuối game á thì nó sẽ trừ máu nhiều hơn, nên chắc là mình sẽ tính gọi là thấp lại tầm chủ thua 15 hoặc là 16 thôi. Nhưng mà săn vẫn chưa ra anh em ơi, không sao, cái nào khó mình làm sau, cái nào dễ mình làm trước nha. Nhưng mà quan trọng á mình làm nó có ra tướng ra đồ các kiểu hay không thôi. Nếu mà nó tự ra đây mà thì khó nó cũng thành dễ thôi nha. Cái chọn này là mình đang có sẵn cung gỗ nè, nên mình ưu tiên lấy gậy trước để mình lắp luôn cái cuồng đao. Ash thách đấu cộng với hai cuồng đao bắn là cháy máy luôn đó. Mình không biết cái chọn này là mình có kết hợp đi chung được với tánh thách đấu hay không nữa. Tại vì cái con Ash này nè là nó có cái hai hệ sẵn nha, đó chính là cái băng đạn và xạ thủ rồi. Nên mình sẽ cố gắng mình kết hợp đi chung với nó một chút, nên không biết là có đủ slot để mình đi chung với tánh thách đấu hay không nữa. Tại vì cái build đồ của này con Ash đó thì nó chắc chắn nó sẽ hơi bị thiếu đam rồi. Nếu như mà mọi người mà chưa biết đó, thì con Ash này ở trong phiên bản mới nó được buff anh em à, nên những cái meta mà liên quan tới băng đảng nè hoặc là Ash nè nó cũng sẽ khá là hot ở trong cái phiên bản tới nha. Thì nếu như mà mọi người mà muốn cập nhật thêm những cái meta mới nhất hot nhất và được cập nhật hàng ngày á thì kênh mình sẽ một cái lựa chọn rất là tuyệt vời giúp cho anh em đó. Tại vì mình cập nhật là meta hot nhất mới nhất theo từng phiên bản nha, và mình hướng dẫn cơ bản giúp cho mọi người nào mà chưa biết tới cái meta đó là sẽ biết cách chơi một cách gọi là hiệu quả nhất khi mà leo rank nha. Anh em yên tâm về những cái bài meta mà mình đăng lên nha, tại vì trước khi mình đăng là mình đã chơi trước gọi là rất là nhiều trận rồi, và mình cũng đã tìm hiểu kỹ trước khi mà mình đăng rồi. Cái bài meta đó phải là leo rank được ổn áp thì mình mới làm và gửi tới cho mọi người, nên khỏi cần phải lo về cái độ sức mạnh nha. Chủ yếu là anh em có gọi là tận dụng được những cái bài meta mà mình gửi hay không thôi, chứ đừng có spam. Spam là hỏng người đấy. Meta là mình đăng hàng ngày, nên anh em khỏi phải lo về việc thiếu meta. Một ngày là mình đăng hai cái video, một cái là chắc chắn là meta, một cái là về thử thách hoặc là đồ dị hoặc là những cái ý tưởng mà mọi người đặt ra. Mình làm được cái nào là mình đăng luôn cái đó, khỏi cần phải chờ. Đã có rất là nhiều ý tưởng thử thách mình làm rồi á, mọi người có thể lên kênh của mình để xem thêm hoặc là lên YouTube á, anh em search tên ý tưởng nó cộng kèm với tên là Biusagi là nó sẽ ra nha. Còn nếu như mà nó chưa ra thì mình chưa có làm thôi, anh em có thể chờ đợi thêm một tí.
Tại vì có rất là nhiều ý tưởng mà mình làm rồi mà em cứ bình luận mình làm lại hoài à. Buồn anh em ghê, theo dõi kênh mình đi chứ. Thì mình cũng thông cảm giúp cho anh em nào mà mới xem kênh hoặc là không có thời gian xem nhiều quá, thì có thể vào lại kênh của mình xem nha. Úi dồi, đây là cái lý do mà mình lấy lỗi nhỏ mà có vỏ nè. Nó đấm cho mình không chuột phát nào luôn à. Hiện tại thì mình cũng đang bị nghẹt mũi nên mà hoặc là bị cảm gì đó. Nên giọng nếu mà nó có khác hoặc là khó nghe một chút thì cũng mong anh em thông cảm nha. Đồ thì con ass mình đủ rồi, nên chắc là mình sẽ cố gắng mình kiếm đồ tăng hoặc là chuyển qua mình kiếm những cái món đồ đam nào đó cho con carry phụ. Tại vì con ass này mình roll nãy giờ không lên được 2 sao, cái đầu xanh đó chứ. Ây da, con ass này tướng 2 vàng mà không lên được 2 sao sớm là hỏng người đấy. Cái ô thần tượng này cũng xấu quá đi giờ. Ô thần tượng hàng 3 hay là hàng 4 mình còn xài tạm được chứ, cái hàng 2 này xấu cực. Thường tướng 2 vàng carry là ra 3 chấm mấy, ra 4 chấm mấy là người ta lên được 3 sao rồi. Mình thì thật sự là không biết cái trận này lao rao 5 chấm mấy có lên được tướng 2 vàng 3 sao hay không nữa. Khổ ghê. Astha nè bạn. Thiệt luôn hả? Ôi trời ơi, chơi game là phải khóc anh em ơi, nhưng mà roll được 3 con Ast. Có 6 không qua quýt rồi. Ảo thật chứ. Ok, bắn Seraphim tích tiền nha. Roll được có 3 hàng ass mà ra 6 qua quýt rồi. Nếu mà trận này tầm ra 5 chấm mấy á, mà lên được ass 3 sao á, là mình mừng lắm rồi nha. Là được độ lắm luôn rồi đó. Còn nếu như mà không lên được thì trận này roll hơi bị xui. Ông này chưa gì mà đồ hình là thanh lịch nè. Có VIP luôn kìa anh em à. Cộng với tam hợp, Draven các kiểu. Nhưng mà sao ass bắn được. Còn ass nó bắn kìa, thấy không? Thấy chiến không mọi người, thấy chiến không mọi người. Ai ạ à, Astha sao nó bắn còn yếu quá ta. Những cái con tướng mà mình đã khuyên anh em là không nên lắp cái combo là vô cực với lại là găng bập. Bởi thật đó là có những con như là Senna nè, Irelia nè, CV nè. Và trong đó có cả con Ash nha. Tại vì nếu như mà mọi người đọc cái nội tại cũng như là skill của nó thì anh em sẽ biết là nó gây sát thương vật lý. Đó, sát thương vật lý nha anh em ơi, chứ không phải là sát thương phép nha. Nó cái combo mà vô cực với lại là găng bảo thạch đó là xài không được. Vẫn có đam đó nhưng mà nó sẽ không có phát huy hết tác dụng. Mà những cái con này người ta sẽ xài cái combo là vô cực với lại là cung xanh đó. Tại vì sát thương vật lý thì cần tỷ lệ xuyên ghép với lại là chí mạng nhiều hơn. Còn mà gây sát thương phép thì nó còn vô cực với lại là găng nha. Những con mà xài được thì có thể kể tới là con Anista các kiểu nè. Rồi con Siyu, Siwan, Lucian, Mayhe các kiểu anh em mà. Hồi trước đó là con Ressa nó cũng khá là hot. Nhưng mà từ khi mà bị nép xuống gọi là rách nát luôn á. Bị nép cái khả năng mà hắc giáp với lại là hắc kháng phép với anh em mà. Giờ phế vải đái luôn. Uầy, gì đây, gì đây? Anh em thấy cái sự khác biệt giữa tướng mà mình không chơi và tướng mà mình làm video chưa? Tướng gọi là roll chơi chơi sương sương thôi mà lên được 3 sao đúng sớm luôn. Còn tướng mà làm video kìa, roll nãy giờ muốn ỉa luôn á, 5 con à. Mà được cái là trận này Ash nó đồ đẹp. Mình đang cố gắng mình làm những cái build đồ mà liên quan tới đột biến cái này mà đột biến giảm mana này hay là đột biến adrenaline gì á đối với những con tốc bắn cao như là Draven, Ash các kiểu hay là Warwick nữa với lại là đột biến mạnh thú. Đột biến thì nó có, mình nhớ không nhầm là tầm 6-7 cái nội tại khác nhau mà chỉ có 3 cái nội tại mà anh em xem nhiều với lại là nó có gọi là khác biệt so với những cái nội tại khác á. Đó chính là đột biến mạnh thú có thể kết liễu đối phương và gây thương sát thương chuẩn, đột biến giảm mana. Cái đó là siêu siêu hot luôn. Và thứ ba là đột biến adrenaline gì đó. Cái đó tên tiếng Anh mình đọc nó cũng hơi sai. Thì anh em có thể góp ý ở phía dưới nha. Những cái thông tin mà mình nói và đưa ra tới cho tất cả mọi người là chưa chắc lúc nào nó cũng đúng và chính xác nha. Có thể là nó sẽ sai theo từng phiên bản hoặc là mình đọc nhầm hoặc là mình đọc lộn rồi đó. Thì mọi người có thể góp ý hoặc là sửa lại cho mình bằng cách bình luận ở phía dưới nha. Tại vì mình cũng gọi là cần tiếp thu thêm mà anh em à. Chung là mình cũng chỉ là những người chơi như anh em thôi. Mà mình xem nhiều stream hơn tí. Nên mình biết gọi là những cái meta này mãi đang hot á,
mình cập nhật gấp luôn giúp cho anh em. Tại vì mình biết chắc chắn là có những người mà không có thời gian để mà cập nhật á, nên mình sẽ là người cập nhật giùm cho. Anh em chỉ cần xem và áp dụng thôi là được rồi. Jeremy 2 sao, tôi còn con Ash. Có khi nào mà mình roll một hồi mà từ level 6 lên level 7 nha mà không ra được Ash 3 anh ta. Ôi, thấy không? Phải là vừa chơi vừa khóc vì nó mới ra tướng nè. Một phát roll được hai con. Được. Hai con Ash nữa, tầm round 5.1 mình lên được Ash 3 là đẹp hơn. Mà qua cái round đó mà không lên được Ash 3 thì quá trễ luôn rồi đó. Tại vì tướng một tiền á thì tầm round 3 chấm đó là nên bắt buộc là phải lên rồi, còn không lên là quá trễ. Còn tướng 2 tiền thì tầm round gần 4 chấm hoặc là 4 chấm là lên được. Còn tướng 3 tiền là round 5 chấm là lên là ổn, hoặc là hơn nó thì round 4 chấm. Còn không lên được thì tỷ lệ out top cũng như là độ hình của anh em nó yếu đi thì rất là cao luôn. Cái lỗi thứ 3 là cái lỗi gì đây? Ba lỗi vàng hay chăng? Ôi, ảo nhờ. Hai cái lỗi vàng nhưng mà cái lỗi thứ ba là bạch kim anh em mà. Nhất thống và là tam hợp là mình xài không được rồi nè. Chắc là mình lấy cái khuyến mãi kinh nghiệm đi anh em. Tại vì tam hợp là tướng 3 tiền mới xài nó mới mạnh, còn nhất thống là phải nhiều hệ xài nó mới mạnh. Họ nói cái này mình roll tướng xong. Úi xôi ôi, ra một lần hai con Ash. Lên Ash 3 cũng khá là dễ đó, mới ra bước thứ 6 à. Ok, cái này là roll hơn mình tưởng tượng nha. Nói chung là chưa tới round 5 chấm lên được tướng 3 sao rồi. Mình tốn khá là nhiều tiền để mình roll tướng ở level 6 này á, nên mình lấy cái khuyến mãi kinh nghiệm mình lên level cho nó lẹ ha. Cái này nếu như mà em chưa biết á, là lúc mà nó mới ra cái lỗi này nè thì nó cực kỳ lỗi luôn. Tại vì bấm một lần á, là đã tăng tổng 4F, là tương đương với cái việc mà anh em nâng cấp một lần là bằng người ta nâng cấp hai lần đó. Giả bộ anh em level 4 thì người ta giả bộ anh em level 8 đúng không, thì người ta mới tầm level 4 hoặc là level 5 giờ tầm đó, nó gấp đôi luôn. Xong rồi reorg giảm hoặc là nếp một tí nha. Hồi trước là nhận được 4 điểm kinh nghiệm mỗi lần nâng cấp, nhưng mà bây giờ là chỉ còn nhận được 3 thôi. Nói chung là nếp 1 nhưng mà ảnh hưởng trận đấu kiểu như là nó khá là nhiều đó. Tại vì anh em biết sao không, cái số F mà nâng cấp lên đó là nó theo số chẵn mọi người à. Theo số chẵn nha mọi người. Còn cái này nó cộng 3F á, là theo số lẻ. Đây là một thay đổi phải gọi là nhỏ nhưng mà cực kỳ tinh xảo đến từ vị trí của Riot luôn. Ok, mình có nâng cấp thôi. Mà nó nói chung về cái tốc độ mà lên cấp đó thì nó vẫn rất là nhanh đó. Lúc đầu game là mình chấp người ta up cấp trước mình luôn đó, nhưng mà bây giờ nếu mà mình dành hết tiền để mình lên cấp thôi nha là mình cũng đuổi kịp hoặc là có khi là hơn luôn á. Trời, nó rớt ra thêm một cái con Warwick với lại một cái Nerko nữa nè. Ảo chưa. Cái trận này nếu như mà mình không có lấy lõi mà nhỏ mà có vỏ là chắc giờ mình cũng đang hấp hối tới nơi rồi mọi người. Còn có 38 máu rồi mà nãy giờ mình lấy chắc cũng hồi được tận mười mấy gần 20 máu rồi đó. Mình mà không lấy chắc giờ đang hấp hối mẻ rồi. Tại vì lúc đầu game thua khá là nhiều luôn. Ash chưa ba bắn gãi ngứa vãi. Thường là Ash nó sẽ đi chung với cái build đồ là một là cuồng đao hoặc là kiếm tử thần hoặc là cung xanh vô cực các kiểu này, mà build đồ mà nó full đam hoặc là có xuyên giáp và cái sát thương vật lý á, bắn W hoặc là bắn thường cực kỳ đau luôn. Nhưng mà cái này mình làm đồ dị nha, cũng như là cố gắng mình cho nó full về một cái mặt nào đó. Giả bộ mình làm thách đấu đúng không, là mình cho nó full về tốc đánh luôn. Còn mình làm về giảm mana á thì cho nó full về năng lượng nè. Còn mà mình làm về sốc sát thương á là mình sẽ cho nó combo thế giới hoặc là đi chung với đột biến mạnh thú các kiểu gì đó, là mình sẽ cho nó mắc về một cái mặt nào đó để cho nó thể hiện cho nó nhiều nha mọi người. Đây là cách làm video của mình, mong anh em có gì mà không hài lòng á thì cứ góp ý ở phần bình luận nha để mình thay đổi á. Just need
Ôi, ông này khai dứt pháp sư à. Bán đi. Đúng rồi, đúng rồi. Nó phải là như thế. Nó phải là như thế, cưỡi ngựa bắn cung anh em à. Cái nội tại của mấy con thách đấu này là khi nó giết xong một tướng á, là nó cứ lướt tới những con tướng khác á với một cái tốc độ mà gọi là cực kỳ ảo ma Lazada luôn. Nó cũng giống như là cưỡi ngựa lướt tới vậy anh em à. Mà con Ash này là nó bắn cung nên là mình nhớ tới câu là cưỡi ngựa bắn cung hồi xưa. Khá là hài. Ôi, mình có thể gặp tận 1, 2, 3, 4 ông luôn à. Chỗ này căng nhờ, anh em nhìn máu kìa. Mình mà không lấy cái nhỏ mà có vỏ là chắc giờ mình cũng đang nằm trong cái top đó rồi đó. Tầm mười mấy máu thôi là cùng. Mình hồi máu ghê vãi đấy. Nó được tận 40 máu luôn. Tự nhiên từ top cuối mình lên được top 3. Sắp lên tầm vài round nữa thôi á. Nếu như mà mình không thua nha thì tầm vài round nữa thôi là mình sẽ lên được top 2 hoặc là top 1 luôn. Ảo à. Càng chơi nó càng lên top ghê chứ. Ui, hôm này Leona the Raven đồ ác vậy. Sao mà thắng? Mình không có cung xanh sao bắn được anh em? Ôi. Mé thề bắn con Leona đúng nản luôn. Cái này phải có cung xanh mới bắn được. Tại vì cái này là Leona VIP. Mình càng bắn nó càng hồi máu. Mé nó chứ. Nó sẽ hồi máu dựa theo cái thằng nào bắn nó. Nó hồi máu theo dây nữa em mà. Mình vậy thôi chứ. Ok, bỏ Senha vào lấy cái búp thần tượng tạm đi. Mình đang còn thiếu là The Raven hoặc là Kai'Sa các kiểu để mình bỏ vào kích thách đấu hơn đi. Nó đang còn dùng một cái Neko này mà không biết xài vào con này luôn á. Hôm nay CV 4 tiền carry Alista 2 sao. Mà sao đồ tăng của ông này khá là ít á nên bắn được. Không một chút nào luôn. Ây da tướng hai vàng carry yếu quá anh em, với lại cái build đồ này nhìn tấu hài quá. Chắc là mình phải kẹp thêm tướng 4 hoặc là 5 vàng vào để cho nó carry kiểu như là con Yeri kích xạ thủ, hoặc là con Kai'Sa kích thách đấu, hoặc là The Raven 2 sao. Để mình xem nha, chứ được con Ash này carry là không nổi đâu. Lúc đầu game bắn còn được chứ bây giờ về lay game nó hơi đuối rồi. Mình làm này là vì anh em đó, vì thử thách mọi người đặt ra cho mình đó. Mạnh hay yếu là mình làm hết nha, không có quan trọng là mạnh hay yếu luôn á. Mình làm hết, làm được hay không thì chưa biết, nhưng mà nếu mà làm được gọi là chắc chắn là sẽ đăng lên cho mọi người xem. Ủa, mình vừa thấy con Irelia nó chạy ra khỏi ngồi sân đấu luôn đúng không anh em? Ảo gì vậy? Ủa, Ash nó bắn rồi thấy không? Đó. Mày giỡn à? Đội hình của mình thì nó hơi thiếu tăng chút thôi. Được cái con Warwick 3 sao tăng được ổn chút à. Nhưng mà nếu mà nó cúp sớm thì đội hình của mình nó cũng cúp sớm. Thấy không anh em ơi? Mình cũng sắp là level 9 rồi nè. Tốc độ khá là nhanh luôn chứ không phải là chậm đâu.
Ok, có Jerry nè. Ở Academy và kích thó kỹ nha mọi người. Bây giờ nếu mà mình chơi cái kiểu mà tán thách đấu á, thì khả năng mình bị bay màu gọi là khá là cao. Thì cái nhà này mời nếu như mà ai à, không lên được 2 sao rồi, chết mẹ rồi. Nên cô hơi trễ đi mà. Mà dùng gọi là đồ hình mà tán thách đấu á, là khả năng bay màu của mình nó hơi bị cao đó. Tại vì đồ hình đó là nó không có tăng, nó không có kết hợp được đi chung với cái búp nào luôn á. Tại vì level 9 mà bỏ tán thách đấu vào thì chỉ còn đúng một cái slot duy nhất để kết hợp tướng thôi. Nên mình sẽ hy sinh một chút nha, chơi với đồ hình là 6 thách đấu thôi nha mọi người. 6 thách đấu thôi. Nãy giờ Ron vẫn chưa ra con Kai'Sa nào hết. Chưa ra một con Kai'Sa nào hết, level 9 mà Ron kỳ ha. Ờ có rồi nè. Đúng là chơi game phải khóc một tí nó mới ra tướng được hả chứ. Chơi game khóc một tí nó mới ra tướng được hả chứ đây ơi. Khó khăn thiệt, dạo này Riot làm ăn khó khăn thiệt chứ. Vừa chơi vừa khóc. Ủa nè. Level 9 mà Ronda Raven các kiểu khó nhờ. Ai mình bỏ Tamken vào tăng nè, Jerry và phụ đam nè, Renata 2 nè, cũng như là Kai'Sa nếu như là được 2 sao, một đống đam phụ á. Hôm nay Lucian sắp 3 mà mùi. Ash bắn đi bạn ơi, có Jerry phụ đam mà nè. Không có khả quan cho lắm nhờ. Mà được cái là team giờ châu lắm. Ok. Ash vẫn gọi là nhiều đam nhất. Được cái team giờ nó hơi bị châu anh em mà. Có Warwick 3 sao mà hót kỹ. Rồi Tamken 2 nữa, cũng ổn. Ok, bỏ một chút VIP vào cho nó kích hệ nha. Hệ con Jerry này cũng khá là kinh đó. Ông này một con Lucian nữa 3 nè. Cái trận này đúng mà mình không lấy lỗi nhỏ mà có vỏ là cút sớm luôn rồi đó, đó thiệt. Ok, bắn được, Ash bắn rất là kinh. Ash vẫn bắn rất là lực. Từ từ, Jerry. Ờ, thắng rồi đó. 10 máu thắng luôn không ta? Úi giời, thắng luôn mà. Ok, và GG tất cả anh em nha. Tạm biệt em, hẹn lần sau. Hãy chắc rằng nhớ like và stay ủng hộ cho mình nha. Bye bye.